Mình chào nhau thì hôm nay mình khách sáo quá, chứ thật ra mình biết nhau từ rất là lâu rồi, từ nhiều trận rồi, đá chung nhau nhiều trận rồi. Nhưng mà tại vì thời gian gần đây anh lên mạng, lên fanpage của nào anh coi lại thấy những trận banh em chạy rất là nhanh, đá rất là tốt, cái lực banh rất là mạnh. Thường thì những cái cầu thủ chuyên nghiệp là nó sẽ có một cái huấn luyện viên chuyên về thể lực dinh dưỡng riêng, nhưng mà đối với em cũng là một cầu thủ thấy cũng có tố chất chuyên nghiệp thì anh nghĩ là em cũng sẽ có một cái huấn luyện viên thể lực riêng cho mình, đúng không? Dạ đúng rồi anh, phải có huấn luyện viên thể lực chứ không thôi vô chạy sao nổi. Có không thầy không? Dạ có. Huấn luyện thể lực của em là ai, em có thể chỉ anh để anh có thể kêu cái người đó hướng dẫn dạ, xíu cho anh được không? Mình qua đây hả? À không phải anh này. Không phải anh hả? Anh này. Anh... What? Gì? Đây hả? Dạ, đây là huấn luyện viên thể lực với lại thực phẩm của chuyên gia dinh dưỡng được không? Dạ, chuyên gia dinh dưỡng. Tại vì khi mà em ăn không nổi thì anh ăn giùm. Em mới vậy. À, coi như em chạy nhiều mệt quá anh ăn giùm. Dạ. Nhưng mà những cái bài tập là bên này đưa ra cho em tập hả? Dạ. Tập hay không tùy em. Đúng rồi anh. Rồi, em là chuyên gia dinh dưỡng của Cris luôn hả? Dạ đúng rồi. Em đào tạo Cris được bao nhiêu năm rồi? Cũng lâu rồi anh, từ hồi mà anh Cris mới bắt đầu chập chững những cái bước chân đầu thì xin tỏ luôn. Mới bắt đầu chập chững. Mới đẻ từ Vũ là bắt đầu mướn nó về rồi anh. Nhưng mà em biết chơi đá bóng không? Không, nói em biết đá bóng là từ hồi lúc Cris mới mở mắt tới giờ. Hả? Biết không? Biết anh. Biết hả? Biết. Mượn trái bóng coi cực. Ồ mà mấy mà chuyên gia thể lực tưng bóng dữ lắm. Dạ. Ồ mang giày chuẩn bị ra sân luôn hay gì vậy? Tưng bóng là cái kỹ năng cơ bản trong bóng đá mà ai cũng phải biết hết. Tưng bóng là cái kỹ năng cơ bản trong bóng đá mà ai cũng phải biết hết. Ừ. Đó. Đó. Tưng được tận 2 cái luôn á. Tuy là 2 cái nhưng mình được 2 chân. 2 chân anh. À đâu lại là hãy coi 2 chân lần hả? 2 chân lần. À 2 chân. Giờ 2 cái 1 chân thôi. 2 cái 1 chân là nó còn dễ nữa. 2 chân 1 cái. Còn chân kia 2 cái thôi. 2 chân 1 cái thôi. À chân này là yếu à. Chân này chân không thuận à. À chân không thuận hả? Chân trái anh. Messi. Em thấy huấn luyện viên thể lực của em như thế nào? Dạ em đang suy nghĩ là muốn đuổi nó nè. Đang suy nghĩ là muốn đuổi nó nè. Tôi không ngờ đây là một huấn luyện viên thể lực luôn các bạn, nhưng mà thật ra anh này là giống như là tay trái tay mặt của Cris. Mà đi theo nhóc này nó đá banh hàng ngày mà thằng bé này nó không chịu tập thể lực. Tôi kêu nó tập thể lực hoài mà nó cứ trốn. Kêu nó từng 4 lần thôi là nó nói không, em từng vậy là đủ anh rồi là xong là đi về đó. Sao giờ tao mặc đồ vô đá không? Rồi, thôi anh. Đá sao lại ta. Nhiều khi muốn mặc cũng có đồ mặc nữa. Chắc quá sao vừa đổi. Đó cho nên các bạn phải tập thể thao nha. Mà anh hỏi thiệt, em có chơi môn thể thao nào không? Em không có đá banh. Có đá banh thiệt, đá sân 5. Thiệt luôn hả? Thiệt anh. Đi bóng đường anh coi coi. Đường đi bóng coi. Sân 5 là người ta kỹ thuật cao lắm á ông. Sân 5 là kỹ thuật cao mà thể lực cao nữa. Nhưng mà em không có kỹ thuật chứ không có thể lực luôn. Rồi đi bóng coi. Rồi đi coi. Đù mã ghê thiệt. Đù mã ghê không? Dắt như Ronaldo béo vậy chứ bộ. Rồi hết. Vậy hả? Dạ hết rồi. Má thằng bé này hờ hững với bóng đá quá. Giờ đây là các cầu thủ dự bị. Đây là cầu thủ chính. Nó là cầu thủ chính ngày hôm nay trong cái vlog này. Đây là cầu thủ dự bị và cầu thủ siêu sao dự bị. Đó thấy không? Ghê thiệt. Đây mọi người thấy không? Cris mới thay đồ xong á, cái huấn luyện viên của Cris che cho Cris thì ra các em nó bự theo Cris là chỉ để che thay đồ thôi chứ đi làm gì đâu. Thế này đúng không? Đó. Huấn luyện viên thể lực và dinh dưỡng của Cris á, mọi người thấy không? Một chuyên gia dinh dưỡng, một chuyên viên thể lực kinh khủng không? Đó mọi người nể chưa? Cris rất là chuyên nghiệp luôn á, đá banh phong trào thôi mà có huấn luyện viên theo vào thể lực á, mọi người thấy hiểu là biết thể lực thế nào rồi nha. Xin chào mọi người đi Gini. Vẫn 2 tiếp luôn hả? Trời ơi, có khán giả nhận ra luôn kìa. Sao em cười với cái hành động đó của Gini vậy? Quá quen thuộc rồi chứ. Rồi giờ mình chào lại theo kiểu mà nó hiện đại hơn cái coi. 2, 3 chào khán giả coi. Xin chào các bạn, mình là Gini coi nói coi. Một câu thôi. Xin chào các bạn, mình là Gini. Hello. Hot boy lạnh lùng, lạnh quá. Nè, chào các bạn. Lạnh lùng. Anh không, anh đi con hot boy lạnh lùng lạnh không? Ôm đi coi, rất là lạnh. Nó lạnh cao. Hôm nay mình lên được bao nhiêu ký rồi? Cao mét nhiêu? Mang giày số mấy? 42. Số giày thì biết hả? Thẳng vô ông kiếm nha, ông kính chưa nhìn em. Bởi người ta mới quay góc nghiêng nè. Thôi giờ mà ngày hôm nay mình đá banh mà hy vọng có ghi bàn không? Có nghĩa là mình ghi bàn không? chắc có. Ok, hẹn gặp lại, chúc may mắn. Một ngày mà cũng có thể nói là có những sự may mắn dành cho công an Hóc Môn. Great fun. Không được. Nó sẽ là quá khó dành cho Gini. Công an Hóc Môn ngày hôm nay họ đã cho thấy được một lối chơi rõ ràng là có phần trên chân hơn so với đoàn Wonderland Style Unique. Anh không hiểu sao em có thể mang được đôi giày này Chris. Anh cứ nhìn đôi dép này anh tưởng là con gái anh không, của bé Cát không á. Dạ đâu phải. Quan trọng á là cái tính chất mình lựa đôi dép nữa anh. Ví dụ mà anh mang dép đẹp mà mắc quá thì sẽ bị ăn cắp. Cái đôi này ai mà thèm lấy à. Anh quăng vậy nè đó. Ông à, có nhà thấy có hai bé trên kia nói me rồi kìa đó. Dạ đâu có đâu anh. Ấy anh chắc. Ủa cái này là mình bị chấn thương hay sao vậy Chris? À không anh, khu sân này nó nhiều chuột anh. Cái này là keo dính chuột của em. Là mình dán để mình kéo con chuột mình lên rồi mình dụ con chuột người ta vô hả? Dạ đúng rồi. Ủa sao anh tưởng là cái gì cái gu bây giờ là binji màu hồng rồi cái gì trend nó đang màu hồng á, em đá banh em dán màu hồng vô người hả? Dạ chứ giờ mình dán màu khác người ta tưởng mình dán bằng keo cá nhân cũng chấn thương đồ gì, nhưng mà không, cái này dán để điệu anh. À cái này là dán để điệu thôi hả? Rồi sao ông chuyên gia huấn luyện viên không dán? Ủa em đâu đá rồi dán chi anh? Rồi bây giờ nếu em thích màu hồng thôi, hôm nay cho em đeo cái băng đội trưởng luôn, màu hồng luôn cho nó hợp. Được không? À, trời ơi thiệt thời tới cản không có nổi luôn. Hồi ráng đá là sao cho nó đúng chữ C nha. Chữ C người ta hay nói đá như gì. Nhiều lắm nha. Đá như đá như chuột nè. Không, đá như cầu thủ. Đá như cẩu nè được. Đá như nhiều lắm nha, chữ C hay lắm kìa. Đá mà mình bay á gọi là đá như chim nữa anh. Đá mà thơm quá người ta kêu gì? Ủa kiếm gì màu hồng nữa coi. Để dán băng đầu màu hồng đi. Lấy cái này để mua băng tóc này. Ô nhỏ tóc dài quá phải uống lại thử nha. Đó rồi, ok. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hỏi xin chú Hiền tóc mình. Hiền cậu nó bắn đầu nó không Hiền? Nhỏ nó trang của Man City luôn đó. Không cho nhỏ luôn Hiền. Cho thì lên YouTube luôn em. Tháo ra cho nó luôn, cái đồ ban đầu đẹp quá trời. Rồi tóc nó còn có cái đồ ban đầu này. Tóc em bị dài xuống dưới mặt này. Nhớ subscribe trang Huy Khánh Vê Lốc. Thì lát nữa nó vô. Để coi coi nó cho. Nó là fan cứng của em á, em cho nó. Anh thôi đi. Có ai biết nhấn các bạn thấy không? Hà Hiền là một cầu thủ rất là giàu có nha, chủ của 6 tiệm tóc mà bé đang là học sinh, xin cái đồ ban đầu không cho là không cho. Không cho anh. Đỉnh luôn nè. Đá đội này. Một câu hỏi người ta rất nhân văn đọc trả lời kỹ. Anh đá đội nào? Anh đá đội anh đang đá. Thả lỏng ra đừng có hết giờ. Anh đá được em dạ, anh đá đội Lu Nam. Nó có tên đội là người ta biết rồi mình là Lu Nam rồi mình đá với đội nào là cũng ăn con đó. Thôi người ta hỏi anh đá đội nào vậy? Kỳ rồi. Ô đây có massage tại chỗ nữa hả các bạn? Dạ đây là chuyên gia massage luôn á. Ở dưới đó là không có chiều. Anh đang bị nhức nghe đây. À đó ngay đó. Mặt phê rồi, mặt phê. Mặt phê kỳ vậy? Chắc chắn là ở đây luôn nè. Mặt mệt đổ mồ hôi em. Đổ mồ hôi cái. Mặt mệt em làm phải mệt, mặt mệt đổ mồ hôi. Giống như hớt tóc như tiro y vậy đó. Đó.